Xin chào anh em. Hôm nay kplus.vn này bên em tiếp tục review cho các bác một cái mẫu Android Box mới để dành cắm cổng zin, chuyển đổi màn zin thành màn Android. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu cho các bác là cái bộ box Android của bên em như này. Đấy. Cái thiết bị của nó thì nó nhỏ như này thôi. Đây. Đấy. Nhỏ gọn như này các bác nhé. Bằng một nửa con iPhone. Đấy. Thì hiện tại là bên em đang cắm cho một con Ford Explorer bản mới nhá. Đấy. Phong cũ thì nó sẽ màn dọc dọc phía dưới, còn đây là màn mới. Thì đây là cái giao diện khi mà bên em cắm lên thì em xin phép trở về cái giao diện chính của nó. Đây là cái giao diện chính của cái bộ sản phẩm này. Khi mà các bác cắm lên cái màn hình zin nhá, sẽ chuyển đổi màn hình zin thành màn Android luôn. Đấy. Trong cái sản phẩm thì nó đây là cái giao diện chính này. Các bác có thể là trở về giao diện zin bằng cách là bấm vào đây này, hoặc là bấm vào giao diện iBox để trở về giao diện box nha các bác nhé. Đấy, ở trên đây thì bên em có tích hợp là giọng nói Kiki thông minh này, Ubi Van này. Đấy. Ngoài ra thì các bác có thể là có cả Vietmap M1 chính hãng. Đấy, thì em vừa giới thiệu cho các bác. Thì ví dụ như các bác có thể kiểm tra cho cái mở nhạc này, mở nhạc sàn này. Đấy. Hoặc chia đôi màn hình này. Chia đôi thoát cái này đi, chạy ẩn này, chạy ẩn đi các bác nhá. Ở đây các bác có thể dừng ngay video ở đây này. Đấy, dừng ngay video ở đây luôn, hoặc là mở lại giao diện đây, Vietmap M1 chính hãng này. Ở đây nếu giả sử như các bác không cần khởi tạo lộ trình di chuyển mà các bác muốn có cảnh báo tốc độ thì các bác chỉ cần bấm như này thôi em thôi, và để chạy ẩn cũng được. Thì như vậy là khi anh di chuyển này sẽ có cảnh báo tốc độ luôn. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn khởi tạo các lộ trình di chuyển và dẫn đường bằng Vietmap M1 chính hãng thì các bác chỉ cần bấm cho em ở đây thôi, cái giọng nói thông minh nó đã cài trên Kiki đây rồi, các bác bấm một cái thôi, dẫn đường đến Hồ Tây bằng Vietmap. Ngay lập tức thì nó sẽ khởi tạo cái lộ trình di chuyển ra đi Hồ Tây luôn. Đấy. Các bác có thể bấm ngay hoặc là bấm vào đây. Thì đây là khi các bác khởi tạo lộ trình di chuyển này, nó sẽ dẫn đường cho các bác như này luôn. Đấy. Bấm vị trí hiện tại này, bắt đầu di chuyển. Khi di chuyển nó cũng sẽ có hiển thị tốc độ ở đây để các bác thấy. Còn nếu các bác muốn thoát cái lộ trình này đi, đấy, thì các bấm dưới này thôi em, thoát và đồng ý. Đấy. Cái quan trọng nhất là cái bộ box Android ấy, mà nó xử lý được thì là quan trọng nhất là cái vấn đề giữ zin, toàn bộ những cái tính năng zin của xe mà không động chạm gì đến cái thiết điện màn zin và hệ thống điện của xe cả. Đấy. Thiết bị của bên em thì nó là tấm mặt kính thôi nhé. Đấy. Có khe cắm sim và khe cắm thẻ nhớ ở thiết bị bên này. Đấy. Cổng cắm ở đây có cả cổng bộ cổng chia tay C để cắm cho xe mẹt. Các bác có thể là chuyển cái giao diện để vuốt dọc và vuốt ngang. Nếu mà các bác thích vuốt dọc thì nó sẽ như này. Còn nếu các bác thích hay vuốt ngang thì các bác sẽ như này. Thì icon nó sẽ to hơn. Đấy. Ở đây thì cái giọng nói là bên em tích hợp hoàn toàn. Các bác có thể là mở dẫn đường, mở video hay là mở Zing MP3 đều được hết các bác nhé. Đấy, ví dụ như em muốn mở nhạc sàn này. Mở video nhạc sàn. Đấy, thì cũng ngay lập tức nó sẽ ok ngay. Đấy, rất là ok các bác nhé. Nhiệt độ hôm nay thế nào? Vâng. Ở đây thì có giọng nói Kiki, các bác có thể là mở hay là quan tâm bất cứ cái nội dung gì thì các bác có thể là tắt mở ở đây luôn. Đấy. Zing MP3 thì các bác có thể muốn nghe nhạc trên Zing MP3 thì các bác có thể bấm ở đây hoặc là điều khiển giọng nói ở kia mở bài hát là ra. Đấy. Các bác có thể mở các kênh VTV. Đấy. Còn các bác thì muốn thay đổi cái giao diện màu nền thì các bác có thể bấm vào cái thần thư viện màu sắc ở đây. Đấy, các bác bấm vào màn hình cho em. Trở về. Thì ở đây nó có những cái màu sắc như thế này. Nếu là sự các bác muốn đổi.
thì bác có thể bấm bất cứ một cái màu sắc nào để có thể đổi luôn. Đấy. Ngoài ra thì cái thiết bị màn hình ấy nó sẽ có cả kết nối CarPlay không dây. Đấy, ví dụ bác bấm vào đây mà bác khởi tạo cái là nó sẽ ra CarPlay không dây luôn. Đấy. Khi thiết bị của các bác kết nối. Hiện tại em đang dùng iPhone của em để quay nên là chưa kết nối được các bác nhá. Đấy. Thiết bị cắm jack thì gần như là cắm đúng một cổng USB ở đây thôi. Đấy. Và không động chạm gì bất cứ đến cái tính năng zin của xe. Cái điều đấy là cái điều quan trọng nhất. Đấy, nó không ảnh hưởng đến cái chế độ bảo hành của hãng. Đấy, và các bác cũng có một cái màn hình Android thông minh để sử dụng và cũng gần như là đầy đủ tất cả những tính năng trên một cái thiết bị Android luôn. Các bác cũng nếu mà camera hành trình mới hiển thị có thể kết nối đến đây cũng được. Đấy. Giao diện đây thì nó có cả tắt các cái chế độ chạy ẩn, thì các bác đây là các bác có thể tắt hồn phát xóa luôn. Đấy. Gần như là hết các cái phần mềm chạy ẩn khi sử dụng. Các bác có tài khoản Netflix có thể là kết nối vào đây là đăng nhập tài khoản để sử dụng các cái xem video xem phim. Đấy. Cái độ mượt thì riêng quan trọng thì nó phụ thuộc về cái cấu hình của bóc một phần và cái chất lượng của màn hình zin là một phần. Riêng những dòng Ford, nhất là dòng Ford nhập Mỹ thì cái tấm nền của nó thì gần như là cực kỳ mượt, mượt hơn cả cái màn hình Android luôn. Đấy. Và cái độ trong thì nó cũng phụ thuộc một phần vào cái màn hình zin nữa. Đấy. Một số xe thì như con Explorer này thì chất lượng màn hình nó rất là ok các bạn. Và xem video có thể các bác lựa chọn xem video Full HD luôn. Đấy. Thì các bác có thể kiểm tra video Full HD. Ở đây ví dụ như là các bác kiểm tra này. Đấy, tự động này, chất lượng này. Con này nó chất lượng cao. Ở đây thì có thể lên đến Full HD các bác nhé, 1080. Đấy, thì tùy. Nếu mà cho các bác lên cái chất lượng 1080 ấy, thì nó sẽ tốn cái dung lượng GB hơn. Đấy, nhưng đổi lại thì cái chất lượng video nó sẽ rất là ok. Và nếu một số các bác dùng iPhone thì các bác có thể là kết nối qua cái cổng SixPlay để kết nối CarPlay không dây. Còn nếu mà các bác dùng Android thì các bác có thể là kết nối BTphone. Đấy. Ở đây thì nó có cả Android Auto và CarPlay. Nhưng mà nếu các bác mà dùng kết nối ở trên cái hệ zin thì nguyên bản thì không ảnh hưởng gì nhá. Còn nếu các bác muốn ở cái hệ của bên em ấy mà muốn kết nối điện thoại ấy, thì bác dùng vào BTphone này. Đấy, xong các bác kết nối connect iPhone thôi. Hiện tại là em iPhone em đã connect rồi. Ok. Đấy. Thì trên đây là em giới thiệu sơ qua về cái bộ box Android của bên em. Nếu các bác có cái nhu cầu nâng cấp thì bên em liên hệ qua cái số hotline của bên em là 0869679666 hoặc là website kplus.vn. Đấy. Giá bộ box hiện tại bên em đang niêm yết và bán với giá rất hợp lý là 5 triệu tặng kèm là Vietmap S1 chính hãng và một cái SIM 4G. Đấy, SIM 4G để các bác có thể sử dụng ngay. Và nếu các bác có nhu cầu thì liên hệ qua bên em. Đấy, và cần hỗ trợ về kỹ thuật thì có thể liên hệ qua bên em để bên em hỗ trợ cho các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em chào các bác.